Người ta nói loài chim cũng giống như con người chúng ta vậy, cũng thương yêu nhau, tuyệt đối không bỏ rơi đối phương để ra đi. Bởi vì con chim trống đã chết nên chim mái cũng muốn chết theo. Nó quyết không cam chịu nỗi khổ biệt ly, dây ái ân dấn dương không thể nào chia liền. Người yêu đã chết sao có thể sống một mình được? Quá ra tận cùng của tình yêu là sự đau khổ. Cũng có thể tình yêu chính là đau khổ, nỗi đau khổ không thể nào chịu đựng được, chỉ có đau khổ mà thôi. Ngô Ba, nàng nói cho ta biết đi, tình yêu thấm thía của chúng khiến cho cả thế gian khen ngợi, nhưng mà cuối cùng nàng nói rằng tình yêu mãi mãi không mang lại bi thương. Ngô Ba, ta phải làm thế nào đi? Tận cùng của tình yêu vẫn chỉ là khổ đau, niềm vui trong thoáng chốc còn khổ đau triền miên. Tình yêu là ảo ảnh, chia ly mới là vĩnh hằng. No.